Kính như dây buộc trên rường, luận như mặt trống vẽ đường vô minh. Tứ diệu đế đó hình rủi trống, dáng khuya tàn giấc mộng trần gian. Chúng sanh tất cả bốn hàng, như sen trong nước minh quang luống chờ. Trời lỗ mọc đặng nhờ ánh sáng, chỗ hoa lành giải tán mùi hương. Pháp màu ánh sáng phi thường, chiếu khắp ba cõi rõ đường an vui. Phàm thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản, Phật nhầm lời nhưng chẳng gì hơi. Quyết lòng mở đạo dạy đời, nhắm ở vườn lộc giả ngài rời chân sang. Thuyết pháp độ các hàng đệ tử, có năm thầy thính dự pháp từ. Đó là nhóm Kiều Trần Như, được nếm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp, 45 hạ gia vẹn toàn. Một lòng chẳng thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ân phổ cập, đám mưa lành rưới khắp thế gian. Bởi nhân cơ tích rõ ràng, thỉnh ngài thuyết pháp nói đàng từ bi. Chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tối mê cầu đặng chí chi vẹn toàn. Dạ Nam Mô Phật Thầy, dạ Nam Mô Tham Gia, Nam Mô Sẵn Gia Gia, dạ kính bạch lễ ngài Tề Siêu và Quang Lâm Đạo Tràng. Dạ thay mặt đại chúng trong room, con xin được thành kính cung thỉnh ngài Tề Siêu Từ Bi hoan hỷ đăng đàn để thuyết giảng môn thanh tịnh đạo hôm nay cho đến hàng Phật tử chúng con. Nam Mô Phật Thầy, dạ con xin được thành kính cung thỉnh ngài Tề Siêu ạ. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sang Khai, Luka Sẵn Na Thăng Vô Ra Mô Tâm Ma Hàng, Bụt Thầy Dạ Tham Ma Dạ Bà Nam Ma Mi Sang Khang. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ Chư Tăng. Là ba nơi nương tựa cao quý của chúng sanh trong thế gian. Kính chào chư tôn đức và thân chào tất cả quý đạo hữu Phật tử. Hôm nay chúng ta học thanh tịnh đạo đến phần thần thông thắng trí. Tức là những năng lực siêu nhiên do thiền định đem lại. Vừa qua chúng ta đã học 40 đề mục, trong đó chỉ có 30 đề mục là đắc được định an chỉ định hay là kiên cố định Apana Samadhi, tức là 26 đề mục đắc thiền sắc giới và 4 đề mục đắc thiền vô sắc giới.
Ngoài ra còn có thêm 10 địa mục cũng được kể như là cái địa mục tu tập. Nhưng những địa mục tu tập này, 10 địa mục tu tập này chỉ đưa đến cận hành định Upachara Samadhi, như là tùy niệm Phật, tùy niệm Pháp, tùy niệm Tăng, tùy niệm Giới, tùy niệm Thiên, tùy niệm Giới, tùy niệm Thí, tùy niệm Thiên, tùy niệm sự chết, tùy niệm tịch tịnh, tưởng nhờm gớm trong vật thực, và phân biệt 4 nguyên tố: đất, nước, lửa, gió. 10 địa mục sau này lý do chỉ đưa đến cận định là bởi vì tâm của hành giả lúc đó bận tâm để suy tư các cái khía cạnh của địa mục, nên không có ở toàn tâm an trú nhất điểm địa mục, nên chỉ đưa đến cận định. Chúng tôi được báo cho biết là hôm tuần rồi, vì hôm tuần trước nữa, lý do đường nét cái trục trặc nên bài giảng về cái điềm tài phân biệt 4 nguyên tố nó không được rõ ràng, nghe có lúc được lúc không. Nên hôm nay trước khi chúng ta học về thần thông thắng trí thì chúng ta hãy ôn lại cái đề mục thứ 10 trong 10 đề mục cận định. Thưa quý vị, nguyên tố cho tu tha tu, tức là đất, nước, lửa, gió, hay cũng gọi là bốn đại, gọi là tứ đại. Chúng ta thường nói thân tứ đại, tức là bốn nguyên tố thuộc về sắc quẩn. Thì khi mà một vị hành giả tu tập cái đề tài này, vị hành giả nhìn thân, nhìn cái sắc thân, để xác định cái gì là đất, cái gì là nước, cái gì là lửa, cái gì là chất gió ở trong thân. Như trong kinh Đại Niệm Xứ, Đức Phật này thuyết về cái điều của quán tướng đại này, các tỳ kheo cũng ví như người đồ tể thiện xảo
hay đệ tử của người đồ tể. Sau khi giết con bò, nó ngồi tại ngã tư đường sẽ thành từng miếng. Cũng vậy, này các tỳ kheo, vì tỳ kheo quan sát thân này dầu cho thân an trú như thế nào, sinh hoạt như thế nào, thì cũng chỉ là nguyên tố đất nước lửa gió thôi. Trong thân này có địa giới, có thủy giới, có hỏa giới và phong giới. Thì đó là nói theo tổng quát. Còn nói theo chi tiết á, thì ở trong những cái bài kinh như là Tượng Tức Dụ Maha Hathi Padukoma Sutta, hay là Kinh Giáo Giới Rahula Rahulo Wadasutta, và Kinh Giới Phân Tích Tha Túi Phân Gá Sutta, Đức Phật cũng như tôn giả Xá Lợi Phất Sariputta đã thuyết chi tiết về một quán tứ đại cái thuyết chi tiết đề mục quán tứ đại là để dành cho người có tuệ không biết nhại, hơi chậm chạp. Còn khi nãy trong một kinh Đại Niệm Xứ thì chú giải Thanh Tịnh Đạo nói rằng là Đức Phật ngài thuyết tổng quát thân này dù thế nào, trú như thế nào, sinh hoạt như thế nào, cũng chỉ là nguyên tố đất nước lửa gió. Đó là Đức Phật ngài thuyết cho người có trí tuệ lanh lợi nhạy bén. Chỉ cần nói đến thân này gồm tứ đại hợp thành là người đã hiểu rồi. Còn đối với một người mà trí tuệ chậm chạp thì phải phân tích và này các tỳ kheo, thế nào là nội địa giới, tức là chất đất ở bên trong trong thân, cái gì thuộc nội thân, thuộc cá nhân, kiên cứng, thu phù bị chấp thủ, như là tóc, lông móng, răng, da, thịt, gân, xương, tủy, thận, tim, gan, hoành cách, mô, lá lách, phổi, ruột già, ruột non, bao tử, phấn và bất cứ thứ gì khác thuộc nội thân, thuộc cá nhân, kiên cứng, thu phù bị chấp thủ, như vậy gọi là nội địa giới, là nguyên tố đất ở trong thân. Và này các tỳ kheo, thế nào là nội thủy giới, cái gì thuộc nội thân, thuộc cá nhân, thuộc nước, thuộc chất lỏng bị chấp thủ, như là mật đàm, mũ máu, mồ hôi, mở nước mắt, dầu da, nước mía, nước mũi, nước nhờn, nước tiểu và bất cứ thứ gì khác thuộc nội thân, thuộc cá nhân, thuộc nước, thuộc chất lỏng bị chấp thủ, như vậy gọi là nội thủy giới, tức là cái nguyên tố nước ở trong thân này. Và này các tỳ kheo, thế nào là nội quả giới, cái gì thuộc nội thân, thuộc cá nhân, thuộc lửa, thuộc chất nóng bị chấp thủ, như cái gì khiến cho thân ấm, khiến cho tế bào bị hủy hoại, khiến cho đốt cháy, khiến cho tiêu hóa thức ăn, thức uống, hay là chất đốt nào khác thuộc nội thân, thuộc cá nhân, thuộc lửa, thuộc chất nóng thủ, như vậy được gọi là nội quả giới, tức là nguyên tố lửa ở trong thân. Và này cái tỳ kheo, thế nào là nội phong giới, cái gì thuộc về nội thân, thuộc cá nhân, thuộc gió, thuộc tánh động, thuộc
bị chấp thủ như là gió thổi lên, gió thổi xuống, gió trong bụng, gió trong ruột, gió quạt các thi thể, hay là hơi thở ra vô, hoặc bất cứ chất khí nào khác thuộc nội thân, thuộc cá nhân, thuộc gió, thuộc tánh động bị chấp thủ, như vậy gọi là nội phong giới, tức là nguyên tố gió ở trong thân này. Như vậy thì qua đây chúng ta thấy cái cách mà tu tập phân biệt bốn đại tức là nhìn thân này chỉ thấy là cái này là đất, cái này là nước, cái này là lửa, cái này là gió. Thân này chỉ là đất nước lửa gió hợp thành thôi, không phải là một chúng sanh, không phải là một bản ngã. Khi hành giả tác ý như vậy đó, lặp đi lặp lại thì các thiện cái được chí ngự được sanh khởi, sanh khởi các thiện chi đạt đến cận hành định. Thì đó là chúng ta ôm lại những gì mà ý nghĩa phương pháp tu tập đối với đề mục phân biệt bốn đại ở trong thân này. Có lẽ là quý vị nghe rõ không? Hôm nay chúng ta có gì trục trặc không? Dạ, xin cảm ơn quý vị. Như vậy tốt quá nè. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào trong cái phần kế tiếp. Đi vào cái phần kế tiếp, tức là cái phần Avijja Nidesha, thần thông thông trí. Như trước đã nói, ở trong cái mục lợi ích của tu tập định thì sự tu tập định có 5 lợi ích. Một là hiện tại lập trú, hai là đạt được thần thông thông trí, ba là đạt đến thiền diệt Nirodha Samapatti, bốn là tuệ trợ duyên cho tuệ minh sát, năm là dẫn đến cái sanh hữu đặc biệt, tức là dẫn đến cái sự tái sanh ở trong các cái cõi cao như cõi phạm thiên chẳng hạn. Thì 50 lợi ích này bây giờ sẽ giải thích về lợi ích thứ hai, tức là đạt được thần thông thắng trí. Kính thưa quý vị, thông thường khi nói đến thần thông thắng trí Avijja là nói đến lục thông Thalavijja, tức là 6 thắng trí, biến hóa thông Ittimitti, thiên nhĩ thông Dipassota, thi tha tâm thông Cetto Parijñana, Parijñana túc mạng thông búp bê đi qua xa nước sát thiết nhà nó, thiên nhãn thông đến và chặt khu và lậu tận thông a sa quắc khai giác nhà nó. Trong 6 loại thần thông thì ngoại trừ lậu tận thông, 5 cái thần thông thắng trí còn lại là thần thông hiệp thế, thành tựu do định của thiền hiện thế.
Còn lậu tận thông thì đó chỉ cho tứ quả, trí tứ quả, tức là trí A-la-hán. Đó là do sự thành tựu của tuệ thiền quán. Cho nên ở đây khi nói đến thần thông thân trí, trong cái phần nói về định của thanh tịnh đạo thì chỉ đề cập đến ngũ thông hiệp thế. Ngũ thông này là lợi ích của sự tu tập định. Bây giờ chúng ta sẽ lần lượt tìm hiểu về năm loại thần thông trên. Có lẽ là ít khi nào chúng ta được nhắc đến một cách chi tiết cặn kẽ như là ở trong thanh tịnh đạo có trình bày riêng về cái phần thần trí. Trong kinh Đức Phật mô tả về năm loại thần thông hiện thế để trình bày những lợi ích của sự tu tập định trong tỳ kheo đã đắc thiền, thiền làm nền tảng cho thần thông được đó là tướng thiền theo tạng kinh và ngũ thiền theo A Tỳ Đàm Abhidhamma. Chúng ta phải lưu ý vậy. Một vị mà chỉ mới đắc sơ thiền, nhị thiền, tam thiền hoặc nhị thiền, tam thiền, tứ thiền thì chưa có đủ năng lực để thành tựu về thần thông năng trí. Chỉ đến bậc thiền thọ xả, xả và định đó thì mới có được cái thần thông. Thường trong những bài kinh nói đến cái sự thành tựu thần thông thân trí do thiền định mà vị tỳ kheo đã chứng, Đức Phật mô tả như sau: khi tâm định tĩnh thanh tịnh trong sáng không có nhiễm ly phiền não du duyến thích nghi vững trú đạt đến bất động như vậy, vị ấy dẫn tâm hướng tâm đến cái phép biến hóa Itivitha. Vị ấy hiển hiện nhiều cách biến hóa như một thân thành nhiều thân, nhiều thân thành một thân, hiện hình biến hình đi xuyên qua vách tường qua núi như đi qua khoảng không, lặn xuống trồi lên mặt đất như ở trong nước, đi trên nước không chìm như đi trên đất liền, ngồi kiết già di chuyển trên hư không như loài chim muông bay trên hư không. Vị ấy với bàn tay sờ chạm mặt trăng mặt trời, vị ấy với thân du hành cho đến khỏi phạm thiên. Được mô tả như vậy là tất cả đều gọi là, đây gọi là biến hóa thông Itivithi. Hai, khi tâm định tĩnh thanh tịnh trong sáng không có nhiễm ly phiền não nhu nhuyến thích nghi vững trú đạt đến bất động như vậy, vì ấy dẫn tâm hướng tâm đến thiên nhĩ giới
Vì ấy với thiên nhĩ thuận tịnh sư dân nghe được cả hai âm thanh của các vị trời và âm thanh của loài người. Tất nhiên âm thanh của loài người ở đây đó, tức là âm thanh ở xa, còn như các âm thanh của các vị chư thiên dầu cho ở sát bên chúng ta cũng không có nghe được nếu không có thiên nhĩ thông. Còn âm thanh của loài người đó thì khi mà chúng ta ngồi sát bên đó, ngồi gần thì người ta nói gì chúng ta nghe được cái đó. Cái đó không được kể là thiên nhĩ thông. Chừng nào ở xa mà người ta nói chuyện, mà chúng ta ngồi đây mà chúng ta có thể nghe được âm thanh đó thì mới gọi là thiên nhĩ thông. Nghe được cả hai âm thanh trời và người, những âm thanh xa và gần, đây gọi là thiên nhĩ thông. Dipasota. Thứ ba, thần thông năng trí thứ ba là khi tâm định tĩnh thanh tịnh trong sáng, không có nhiễm ly phiền não, dù như thanh thích nghi vững trú đạt đến bất động như vậy, vẻ dẫn tâm hướng tâm đến tha tâm trí, vẻ với tâm mình biết rõ tâm sai biệt của chúng sinh khác, của người khác, như là người đó khởi lên tâm tham thì vị có thần thông biết rõ người này có tâm tham, hoặc là tâm ly tham biết rõ người này tâm ly tham, hoặc tâm người này có sân, hoặc là tâm người này ly, hay là có si ly si thụ động hoặc náo động, đáo đại hoặc phi đáo đại, hữu thượng hoặc là vô thượng, định, tâm định tĩnh hoặc là tâm không định tĩnh, tâm giải thoát hoặc là tâm không giải thoát, thì một vị có thần thông với tâm của mình biết được những trạng thái tâm đó của chúng sinh khác đang khởi lên là như vậy. Đây gọi là tha tâm thông, Chitto Parijñāna. Thứ tư là khi tâm định tĩnh thanh tịnh trong sáng, không có nhiễm ly phiền não, nhu nhuyến thích nghi vững trú đạt đến bất động như vậy, vẻ dẫn tâm hướng tâm đến túc mạng trí, vẻ nhớ lại nhiều kiếp sống trước như là một đời, hai đời, ba đời, bốn đời, năm đời, mười đời, hai mươi đời, ba mươi đời, bốn mươi đời, năm mươi đời, một trăm đời, một ngàn đời, một trăm ngàn đời, nhiều quả kiếp, nhiều thành kiếp, nhiều quả và thành kiếp. Vẻ nhớ rõ tại chỗ kia ta có tên như vậy, có họ như vậy, có màu sắc như vậy, có thức ăn như vậy, có cảm thọ vui khổ như vậy, có hạn định tuổi thọ như vậy. Từ ấy ta chết sanh lại chỗ nọ, tại đấy ta có tên như vậy, có họ như vậy, có giai cấp như vậy, có thức ăn như vậy, có cảm thọ vui khổ như vậy. Có hạn định tuổi thọ như vậy. Từ chỗ ấy ta chết sinh ra ở đây, vân vân. Vậy nhớ lại nhiều kiếp sống trước với nét đại cơ và chi tiết như thế, đây được gọi là túc mạng thông. Búp bê đi qua sang đứa sức tích nhanh. Thứ năm,
Dạ thông tâm trí thức đậm đó. Khi tâm định tĩnh thanh tịnh trong sáng không có nhiễm ly phiền não như duyên thích nghi vững trú đạt đến bất động như vậy, vẽ dẫn tâm hướng đến sanh tự trí về chúng sanh. Vị ấy với thiên nhãn thuận tịnh siêu nhân thấy các chúng sanh đang chết đang sanh, vị ấy biết rõ các chúng sanh có hạ địa có cao sang, người xinh đẹp kẻ thô xấu, người may mắn kẻ bất hạnh, tùy theo hành nghiệp. Vị ấy biết rõ thật vậy, những chúng sanh này có thân sau khi có thân ác hạnh, khẩu ác hạnh, ý ác hạnh, phỉ báng thánh nhân, tà kiến chấp trì nghiệp tà kiến, những chúng sanh khấy ấy thân ngoại mạng chung đã sanh vào cõi giữa thú đọa xứ địa ngục. Ngược lại, đây là những chúng sanh có thân hình sau khi thân có thân thượng hạnh, khẩu thượng hạnh, ý thượng hạnh, không phỉ báng thánh nhân, là người có chánh kiến, chấp trì nghiệp chánh kiến, những chúng sanh ấy thân hoại mạng chung được đã sanh vào thiện thú thiên giới trong đời. Vị ấy với thiên nhãn thuần tịnh siêu nhân thấy chúng sanh đang chết đang sanh, vị ấy biết rõ những chúng sanh có hạ lìa có cao sang, có kẻ xinh đẹp kẻ thô xấu, thiện thú ác thú tùy theo hạnh nghiệp như thế. Đây gọi là thiên nhãn thông đi bị chặt khúc, hay cũng gọi là sanh tử trí. Chú tu bác ta tác nhà ná, đó là năm cái thần thông tăng trí mà được trình bày ở trong thân trình đạo. Khi mà ngài Đức Thích Phô Xá ngài dẫn chứng năm đoạn kinh mà mô tả về năm cái thần thông thắng trí, thì ngài Bồ Tát Khô Xá ngài đã chịu khó giải thích kinh văn của năm thần thông thắng trí. Cái mệnh đề chung của năm thần thông nhất trí Đức Phật đã dạy rằng khi tâm định tĩnh thanh tịnh trong sáng không có nhiễm ly phiền não nhu nhuyến thích nghi vững trú đạt đến bất động như vậy, thì cái câu này loại thần thông nào Đức Phật này cũng nêu lên như vậy. Thì cái chữ khi tâm, chữ chích tê là chỉ cho tâm sắc giới chứ không phải chỉ cho tất cả các tâm trong 121 tâm đâu, chỉ cho tâm thiền định, chỉ cho tâm sắc giới, nghĩa là tâm thành tựu thần thông thắng trí, tức là tâm sắc giới, không phải là tâm vô sắc giới. Cái chữ định tĩnh Samahite được giải thích rằng tâm định tĩnh tức là tâm ở mức độ tứ thiền, nói theo A Tỳ Đàm thì là ngũ thiền. Chỉ có tâm định tĩnh ở mức tứ thiền hay là ngũ thiền mới có đủ khả năng hiện thông. Cái này là xác định rõ ràng. Cho nên ngày hôm thứ năm nói đến vi diệu pháp thì chúng tôi cũng có trình bày là khi mà học vi diệu pháp
chúng ta có thể xác định được những kinh văn ở trong tạng kinh, bởi vì các ngài chú giải thì các ngài đã dẫn chứng tạng ví dụ pháp để ngài nói. Như ở đây khi mà nói đến cái tâm định tĩnh Samahita thì ngài giải thích là tâm ở mức độ tứ thiền hay ngũ thiền mới có đủ khả năng hiện thông. Thì đúng như trong A Tỳ Đàm đã nói vậy. Tiếp đến là giải thích cái chữ thanh tịnh Parisuddhe. Tâm tứ thiền hay ngũ thiền đó là một trạng thái xả niệm thanh tịnh cũng có nghĩa là vì tâm ấy tách rời khỏi các triền cái nên gọi là tâm thanh tịnh. Cái chữ trong sáng Pariyodate, vì tâm thiện thanh tịnh thuần tịnh, hơn nữa vì tâm tứ thiện hay ngũ thiện đã vượt qua tầm tứ nên gọi là tâm trong sáng. Ví như mặc dù cũng là nước trong nhưng mà nước còn đang chảy thành dòng, nó xu theo hướng này hướng kia đó, thì như vậy nó còn động đậy, do đó nước chưa thật trong sáng. Chỉ khi mà nước nó xuống chỗ trũng sâu, nó chảy từ trên cao, nó theo các cái khe lật hoặc là một dòng suối rồi xuống cái trũng sâu ở dưới đồng bằng, nó yên lặng nó động lại, thì lúc giờ nước đó mới thật sự là tinh khiết trong sáng. Cái chữ không quế nhiễm Anangane ở đây đó, là vì tâm thiền không có những khống quế như là tham dục sân hận nhờ các thiền chi tẩy rửa. Còn chữ ly phiền não Vigato Pakilese, chính trạng thái không quế nhiễm là trạng thái ly phiền não, hoặc vì tâm thiền ấy đã biến mất phiền não nên gọi là ly phiền não. Còn cái chữ nhu nhuyến Mudufute là cái tâm thiền đã được tôi luyện thường thuần thục, không bị cứng ngắc thô tháo. Cái chữ thích nghi Kamadhyē là thích hợp để sử dụng. Tâm thiền nhu nhuyến nên dễ sử dụng làm nền tảng để thần thông được. Còn vững trú và đạt đến bất động thì được giải thích tâm thiền vững trú vì thuần tịnh và các đức tính khác, vì sự thuần tịnh và các đức tính khác. Lần nữa, vì vững trú nên đạt đến trạng thái không dao động. Mà tâm thiền đạt đến trạng thái không dao động tức là bất động nhờ cái sự củng cố và ngũ quyền, tinh tấn niệm định tuệ. Quý vị thấy ở trong Thanh Tịnh Đạo, khi mà ngài phân tích cái đoạn kinh văn trên từng chữ, từng câu nói có ý nghĩa rất là rạch ròi, và chúng ta không thể hiểu nhầm lẫn đi đâu được. Cho nên chúng ta cần phải ghi nhớ, khi mà chúng tôi giảng lược về Thanh Tịnh Đạo, cái chỗ nào cần giảng lược thì chúng tôi giảng lược, nhưng mà những chỗ như thế này là chúng tôi không giảng lược. Chúng tôi chỉ
xén gọt lại cái câu văn cho nó gãy gọn, trơn mướt thôi, chứ chúng tôi không có bỏ qua những cái chi tiết này. Vì người đời sau khi mà đọc Thanh Tịnh Đạo bản dịch, nếu họ thấy nó rườm rà và họ không nắm được thì họ đọc Thanh Tịnh Đạo giản lược thì họ sẽ nắm được. Cho nên quý vị yên chí là những cái điều này chúng tôi rất là trân trọng ở trong từ cái nguyên bản Thanh Tịnh Đạo. Ở trong Thanh Tịnh Đạo, sau khi trình bày về cái ý nghĩa chi tiết cái đoạn kinh văn tổng quát cho năm loại thần thông biến hóa, thì Ngài bắt đầu giải thích riêng từng loại thần thông. Một là biến hóa thông Ichimitha. Như đã nói khi nãy, tức là ở trong kinh văn nói rằng vị ấy hiển hiện nhiều cách biến hóa, một thân thành nhiều thân, nhiều thân thành một thân, hiện hình biến hình đi ngang qua chết, qua tường, qua núi, đi qua khoảng không lặn xuống trời lên mặt đất, đi trên hư không, vân vân. Thì ở đây Ngài giải thích gọi là Ichimitha, là cái thể thức hình thành nhiều điều kỳ lạ do năng lực thiền định. Có những điều phi thường xảy ra trong thế gian, như là điều phi thường do nghiệp lực nè, do công đức, do tâm lực, do chú thuật, do hóa sanh. Thấy giống như sự kiện thần thông, nhưng đó không phải là thần thông tăng trí. Thí dụ như trường hợp này nói là nói như thế nào? Một vị mà họ có thần thông đó, họ đứng ở trên núi, trên cao, họ hiện hình xuống đất bằng, chúng ta gọi là bay xuống đất bằng, đứng yên, thì cái đó là do thần thông. Nhưng mà có một người do cái nghiệp lực nâng đỡ, cho nên họ té từ ở trên cao té xuống đất mà họ vẫn không chết, thì như vậy cái đó là do nghiệp lực chứ không phải là do thần thông. Còn một người do công đức đó, tức là do họ tạo phước nhiều, rồi họ chú nguyện, họ làm cái việc gì đó, thí dụ như khi Ngài ăn của Linh Ba Lá, Ngài chú nguyện và tô hăng Ariya Chati, kể từ khi tôi được sanh vào cái dòng thánh, tức là thánh sanh, tức là chỉ cho cái sự xuất gia và có thánh giới, cho đến bây giờ tôi chưa hề cố ý sát hại sinh vật nào. Mong với sự thật này, mong cho chị ấy và thai nhi được an toàn. Thì Ngài chúng nguyện xong đó,
thì đứa bé được chào đời một cách an toàn. Cái này là do công đức, tức là do cái hạnh tu của ngài mà thành, chứ không phải là do thần thông mà ngài dùng thần thông như là một vị a la hán đệ tử của ngài, tức là cái ông Thiện Nam gia đình bị ăn cướp, nó vô bắt hai đứa bé hai đem đi, rồi ông gia chủ ông đi đến vị trưởng lão a la hán, ông bạch trình với ngài là ăn cướp nó đã bắt hai đứa bé đem đi, vì gia đình đó là gia đình hộ độ cho ngài, cho nên ngài mới dùng thần thông để bắt lại hai đứa bé từ tay của bọn cướp. Thì đó là do thần thông, do tâm lực. Có những cái trường hợp khi mà tâm tác ý mạnh mẽ, họ có thể chuyển hóa được một cái sự kiện rất là tuyệt vời nếu họ định tâm. Có khi đó thưa quý vị, người ta chú tâm đến mức khởi lên cái ước muốn nâng một cái cục đá lên khỏi khỏi vị trí của nó, và do cái tâm lực mạnh như vậy họ có thể nâng lên được. Cái đó là do tâm lực. Còn cái trường hợp có những điều phi thường do chú thuật, như là một người mà họ biết bùa ngải, họ có thể dùng bùa ngải đó để họ làm ra những cái điều kỳ lạ. Cái đó này không phải là thần thông. Do quá sanh như các vị chư thiên, các vị chư thiên họ cũng có thể làm được cái việc đó. Các vị chư thiên hay là các cái loài giả xoa vân vân, nó quá hiện, nó hiện hình thành cái này thành cái kia. Cái này là do năng lực quá sanh, chứ không phải do thần thông. Cho nên những cái trường hợp có những điều phi thường xảy ra trong thế gian và do nghiệp, nghiệp lực, do công đức, do tâm lực, do chú thuật, do hóa sanh, thấy giống như sự kiện thần thông, nhưng đó không phải là thần thông thắng trí. Chỗ này thì chúng ta phải chú ý. Bây giờ xin hỏi quý vị nè, thần thông thắng trí, năm thần thông thắng trí này muốn quý vị muốn nghe nữa hay không, hay là chúng ta học đến đây thôi? Một, còn ai nữa, ai muốn học nữa thì tuần sau chúng ta học chi tiết nữa. Dạ, vậy tốt quá, tốt. Dạ, cảm ơn quý vị. Như vậy thì chúng ta sẽ theo dõi các cái tuần kế tiếp để chúng ta học cho xong về thần thông thắng trí. Còn ngày hôm nay chỉ còn có 7 phút nữa, chúng ta sẽ không thể học được hết đầy đủ chi tiết những gì mà ở trong Thanh Tịnh Đạo đã giải thích về thần thông thắng trí. Nó có những trường hợp rất là thú vị thưa quý vị. Thí dụ như
thông, mà nói về thần kiếp quại kiếp đó, nhiều thần kiếp nhiều quại kiếp, nhiều thần kiếp quại kiếp, thì cái đó, đó chúng ta sẽ được nghe ngài Bố Thích Cô Sáng ngài giải thích thế nào gọi là thần kiếp, thế nào gọi là quại kiếp, giảng giải rất là rõ. Cho nên hôm nay chúng ta tạm dừng ở đây, tuần sau chúng ta sẽ tiếp tục. Bây giờ thì chúng ta tạm kết thúc cái buổi học hôm nay. Xin kính thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh chúc phúc phước báo cho rùm, để rồi chúng ta đi qua bên rùm lớp Phật Pháp Bố Thích Tâm Mát. Xin kính thỉnh Thượng Tọa. Vata sapa mangalang rakhanto sapa devata sapa buddha nu pavena sada sati pavantu te Vata sapa mangalang rakhanto sapa devata sapa dhamma nu pavena sada sati pavantu te Vata sapa mangalang rakhanto sapa devata sapa sangha nu pavena sada sati pavantu te Tất cả phương ban có đến người cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự thành lợi thường đến người cầu xin cho quả của tâm tinh thành tam bảo cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Dạ, sa thu lành thầy, thay mặt đại chúng trong room con xin được thành kính tri ân ngài Tỳ Siêu từ bi hoan hỷ quang lâm đạo tràng để thuyết môn thanh tịnh đạo đến hàng Phật tử chúng con. Chúng con đã học hiểu và hành cho được sự lợi ích và sự tiến hóa, chúng con xin thành kính tri ân ngài Tỳ Siêu, và chúng con cũng xin được tri ân đại đức Minh Hạnh với từ bi hoan hỷ chúc phúc cho room sau khi nghe pháp. Dạ, Vát Thân Na xin được kính mời toàn thể đạo tràng chúng ta hướng tâm trong sạch để hồi hướng phước báu. Sau khi chúng ta đã tạo phước cho ngày hôm nay như là lễ bái tam bảo, tụng kinh, thọ trì quy giới và thính pháp. Dạ, Vát Thân Na xin được kính mời. Nam mô Bụt Thà Dạ. Ya te va da san ti vi ha ra va si ni tu pe kha re po thi kha re ta hing ta hing Ta tha ma da ne na pha wan tu pu chi ta So ting ka ron te tha vi ha ra man da le Thế ra cha ma cha na va ka cha phi kha vo Sa ra mi ka da na pa ti u pa sa ka Ka ma cha de sa ni ka ma cha i sa ra Sapanaputa Sukhita Pawantu Te Chala Pucha Yepi Chanda Sampawa Sangseda Chata Atavo Papatika Niyanikang Tamawarang Patikate Sabe Apidukha Sakaron Tusangkayang Tha tu chi rang sa tang tham mo tham ma tha ra cha phu kha la Sang kho ho tu sa ma kho va atha ya cha hi ta ya cha Am he ra kha tu sa tham mo sa pe pi tham ma cha ri no Phu thing sam pa pu nai ya ma Amma Ariya Pavedite. Chúng con thành tâm hồi hướng phước thiện thanh cao này đến những ân nhân đã quá vãng như tổ tiên, thầy tổ, ông bà, cha mẹ, thân bằng, quyến thuộc, bè bạn từ kiếp hiện tại cho đến vô lượng kiếp trong quá khứ. Xin quý vị hoan hỷ thọ hưởng phần phước thiện thanh cao này của chúng con, đồng nhau cả thảy cầu mong quý vị giải thoát mọi cảnh khổ, được an lạc lâu dài.
Chúng con cũng thành tâm chia phần phước thiện thanh cao này đến những ân nhân còn sống, như ông bà, cha mẹ, thầy tổ, anh chị em, con cháu, bà con, thân bằng, quyến thuộc, bè bạn. Mong quý vị hoan hỷ thọ hưởng phần phước thiện thanh cao này của chúng con đồng nhau cả thấy. Cầu mong quý vị thân tâm thường được an lạc, tiến hóa trong mọi thiện pháp. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngũ ngầm nơi tâm. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Giờ kính bạch chư đại đức tăng, kính thưa quý tu nữ cùng toàn thể đạo tràng, sau phần hồi hướng chương trình sinh hoạt Phật pháp trong room pháp cú kinh chuyên đề ngày hôm nay sẽ được khép lại trong vài giây phút tới. Chúng con xin được cung thỉnh cho tôn đức tăng kính mời quý tu nữ cùng toàn thể các quý đạo hữu ngày mai vào lúc 17:30 Việt Nam trở lại room pháp cú kinh chuyên đề để chúng ta sinh hoạt Phật pháp như thường lệ. Hầu mong được sự an vui, sự tiến hóa. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Kính chào tạm biệt bà con, xin được đóng room.